CNT cho ý kiến về trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay đó. Anh Hà có ý kiến gì trận đấu ngày hôm nay không ạ? Đá một hình đó mày. Hoàng kia thấy phải mình xử lý bữa đẹp đúng không? Xin được cả tiếng tay à, không có vấn đề gì hết. Mới vô mà lo gì mà đối tôi tự tin thôi, cái gì đâu. Để tay nó đón nghĩa kệ. Mày bó hợp đứa banh thiệt đẹp vậy đồ mày. Đây ăn kinh gì bay? Cái đó là xui thôi. Nhập vô luôn chị. Bảo luôn. Đi. Đứa nào đi bên này? Giúp tôi lẫn.
Tại co trả lại như là cái như đi. Bảo luôn. À quá, Thịnh đó tốt quá. Thịnh đứng đó hai nhỏ xíu chứ. Đó tôi ơi. Nó đang luôn. Nhập vô tay cái đúng rồi, chả nhập vô cái chả đủ gì chứ. Tay ở. Đây. Đâu? Đó. Chả bé ngáo coi nhập vô chứ mấy kia mà cái chả thục lưu lưu. Nhập vô. Mấy chả luôn.